Xin ý kiến các bạn theo dõi bộ truyện này, có hai trang úp truyện, một trang úp trước đã hơn 2.700 chương nhưng lại hay thiếu vài đoạn. Một trang úp sau được 960 chương tương đương trang kia 2.200 chương nhưng lại khá đầy đủ. Các bạn thấy nên theo trang úp trước hay úp sau? Cho ý kiến phía dưới nhé, cảm ơn.